Và đây là cổng chào thị xã Gò Công. Từ đây mình vô trong chợ Gò Công thì rất là gần các bạn, tầm hơn 3 km. Nhưng do cái cầu ngay chỗ chợ Gò Công bị hư, người ta đang dỡ ra, người ta làm lại cầu khác, thành ra mình đánh một cái vòng, rẽ trái đánh một cái vòng, nên đi hơi xa, nên mình quay phần 3. Từ cổng chào thị xã Gò Công đến chợ thị xã Gò Công các bạn. Phần 3 của đường đi từ cầu Rạch Miễu, thành phố Mỹ Tho. Về đến chợ Mỹ, chợ thị xã Gò Công các bạn. Đây cái bản thị xã Gò Công, bên phải mình là mình chưa thấy, đây là bến xe khách Gò Công các bạn. Và mình rẽ trái, mình không đi thẳng vô được chợ Gò Công. Từ đây đến chợ Gò Công tầm hơn 2 km, nhưng mà mình không có đi được, mình phải đi đường tránh các bạn. Cầu hơn mình chạy theo đường nào quốc lộ 50 luôn. Đây bạn có đây bạn mà dành một đường đỏ là quanh qua đường nào thì cũng không có đường vô được chợ, bị vướng con sông hết khu dân cư, và mình chạy được 80. Cầu Gò Công, và mình rẽ phải vào các bạn. Mình phải đánh cái gì vòng để mình rẽ phải vào chợ Gò Công. Đường 10 tấn, đường Trần Hưng Đạo.
quê. Chợ thị xã Gò Công các bạn. Đây là chợ Gò Công. Số 4 chợ Gò Công. Số 3 các bạn. Cổng là cổng số 3.
chạy quanh cái chạy Gò Công luôn mày. Cổng số 2. Chợ Gò Công, cổng số 2. Số 432. Giờ mình đi đến cổng 1 nữa mình đi kết thúc luôn các bạn. Trước cái sân đậu xe và mình kết thúc ở đó phần đi từ thành phố Mỹ Tho ở chân cầu Rạch Miễu bạn về đến chợ Gò Công và mình xin kết thúc ở đây ạ.